Xin Chan và hành trình nhắc khéo các idol TikTok hôm nay là sinh nhật của mình. Chùm cuối sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đầu tiên là BHN196, vì lúc đó đang bấm quay và bị lag không chat được và hỏng luôn video nên thành ra như vậy nè. Bạn này là bạn chung giữa mình với BHN và lúc mình nhắc khéo BHN thì bạn ý tặng luôn. Nice. Tiếp theo là nhất đẹp trai, mình là mình chỉ nhắc khéo hoi, chứ không làm gì hết nhoa. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Ủa gì vậy? À, có thư. Nice. Tiếp theo là anh Bim vô danh. Thôi ảnh treo rồi người khác. Tiếp theo là chủ tịch Agni, mà kêu hoài sao không thưa ta, không hiểu. À đây rồi, nào lại văn cũ, nhưng vẫn phải chế thêm văn cho đỡ thô. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều, quê là... Hoi, vào vấn đề nào. Ủa, tôi bị phát hiện ra rồi mọi người, ngại quá đi, a hi hi. Tận hai bạn luôn, sốc quá. Còn đây là quà của tôi. Tiếp theo là Huy VQ, nhưng trước tiên phải hỏi là có đang live stream không đã? À, không live à, mày chết với tao. Đoạn này dịch không nổi, mời chính chủ vào để dịch và nghe câu chốt. Tôi vẫn đang chờ, cái tai nghe này delay hơi lâu. Tiếp theo top bảng xếp hạng Game Center Hoàng Sang. Vẫn câu hỏi cũ xem có đang like không đề phòng quê. Có điểm. Đợi hơi lâu nên chat lại cho đỡ chồng ý mà chứ xin không phải muốn nhấn mạnh đâu nha. À, có thư. Nice. Đúng là con người của cây top có khác lẹ thật, dù sao cũng cảm ơn nha. Nào tiếp theo boss cuối, không để chúng ta thất vọng, idol 31k follow let's go. Cho những ai chưa biết là ai thì tua xem lại video nhá. Dù sao thì cũng cảm ơn các anh em idol TikTok ở trong này, thank you.